Loài người và khí hậu thời tiền sử, chìa khóa dẫn dắt sự sinh tồn, tiến hóa và phát triển văn minh nhân ở lò cả hạt thị hậu trong thời tiền sử không chỉ đơn thuần là bối cảnh tự nhiên mà còn là nhân tố quan trọng định hình tiến trình tiến hóa, văn hóa và sự tồn tại của con người trải qua hàng triệu năm từ những kỳ băng hà lạnh giá cho đến các thời kỳ khí hậu ấm áp. Mỗi sự biến đổi khí hậu đều tạo ra các điều kiện sống mới, đặt con người vào những thách thức nghiệt ngã, đồng thời mở ra cơ hội để phát triển các chiến lược sinh tồn, công nghệ và văn hóa mới, từ tổ tiên đầu tiên của loài người ở châu Phi cho đến sự lan tỏa của Homo sapiens khắp thế giới, khí hậu đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong lịch sử nhân loại. Biến đổi khí hậu, động lực cho sự tiến hóa loài người, sự thay đổi khí hậu đóng vai trò là chất xúc tác mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình tiến hóa của loài người. Trong hàng triệu năm, châu Phi nơi loài người khởi nguồn trải qua những biến động khí hậu lớn, từ các giai đoạn mưa nhiều với rừng rậm bao phủ cho đến những chu kỳ khô hạn, khi sa mạc hóa lấn chiếm các đồng cỏ. Chính những thay đổi này đã buộc tổ tiên loài người phải thích nghi, từ việc sống trên cây như loài linh trưởng, chuyển sang đi bằng hai chân để di chuyển trên những vùng đồng cỏ rộng lớn. Khả năng đi thẳng không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn giải phóng đôi tay, cho phép tổ tiên con người sử dụng và chế tạo công cụ, một bước ngoặt quan trọng trong quá trình tiến hóa. Trong những thời kỳ khí hậu ổn định, các giống loài tổ tiên như Australopithecus, Homo habilis và Homo erectus phát triển mạnh mẽ, học cách khai thác môi trường xung quanh để tìm kiếm thức ăn và chế tạo công cụ. Tuy nhiên, khi khí hậu trở nên khắc nghiệt, chỉ những loài có khả năng thích nghi tốt nhất mới tồn tại. Một ví dụ điển hình là sự tuyệt chủng của nhiều giống người cổ như Neanderthal, không thể cạnh tranh với Homo sapiens, giống loài linh hoạt hơn trong việc đối phó với các điều kiện khí hậu thay đổi. Khí hậu lạnh giá, những thách thức và cơ hội trong thời kỳ băng hà, với băng tuyết bao phủ phần lớn Bắc Bán Cầu, tạo nên một môi trường sống khắc nghiệt và thiếu thốn tài nguyên. Các giai đoạn này thường kéo dài hàng chục nghìn năm, với nhiệt độ trung bình giảm mạnh, mực nước biển hạ thấp và hệ sinh thái thay đổi hoàn toàn. Trong điều kiện này, săn bắt trở thành phương thức sinh tồn chủ yếu. Con người săn các loài động vật lớn như voi ma mút, tê giác lông mịn và hươu lớn, những sinh vật cung cấp không chỉ thực phẩm mà còn nguyên liệu cho quần áo, lều trại và công cụ. Việc săn bắt động vật lớn đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ trong cộng đồng, từ việc lên kế hoạch, sử dụng bẫy đến phối hợp chiến thuật. Điều này dẫn đến sự phát triển của các kỹ năng giao tiếp phức tạp hơn, một yếu tố quan trọng trong sự tiến hóa trí tuệ của loài người. Đồng thời, để sống sót qua mùa đông dài và lạnh giá, con người học cách tích trữ thức ăn, làm quần áo từ lông thú và dựng lều từ xương động vật. Những kỹ năng này không chỉ giúp tổ tiên chúng ta tồn tại mà còn thúc đẩy sự phát triển của các sáng kiến công nghệ đầu tiên. Lửa là một phát minh mang tính cách mạng trong thời kỳ băng hà, không chỉ giúp giữ ấm, lửa còn được sử dụng để chế biến thức ăn, làm giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và tăng cường dinh dưỡng. Ngoài ra, ánh sáng từ lửa tạo ra môi trường an toàn hơn trong bóng tối, bảo vệ con người khỏi thú dữ và mở rộng thời gian hoạt động vào ban đêm. Giai đoạn gian băng, sự chuyển mình của nhân ở lò thật cả hạt thị các giai đoạn gian băng đến, băng tan và nhiệt độ toàn cầu tăng lên. Môi trường sống thay đổi nhanh chóng, mực nước biển dâng cao làm ngập nhiều vùng đất thấp, trong khi các đồng bằng trước kia bị băng bao phủ trở nên màu mỡ, thu hút con người đến định cư. Thảm thực vật phát triển phong phú hơn, mang lại nguồn thực phẩm dồi dào từ cây cỏ, hạt giống và trái cây, giúp con người giảm bớt sự phụ thuộc vào săn bắt. Giai đoạn này đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng từ lối sống du mục sang định cư, của cách mạng đồ đá mới Neolithic Revolution, xuất hiện khi con người học cách trồng trọt và chăn nuôi, biến các nguồn tài nguyên thiên nhiên thành nguồn thức ăn ổn định. Lúa mì, lúa mạch, đậu và gia súc như cừu, dê, lợn được thuần hóa, tạo ra sự dư thừa lương thực, yếu tố cốt lõi dẫn đến sự phát triển của xã hội phức tạp hơn. Với nông nghiệp, các làng mạc và thị tộc đầu tiên được hình thành, con người bắt đầu xây dựng nhà ở kiên cố, sử dụng đá và gỗ, đồng thời phát triển các công cụ như cuốc, sẻng và lưỡi liềm để hỗ trợ sản xuất. Đồ gốm, một phát minh quan trọng khác, giúp lưu trữ thực phẩm và nước, đồng thời mở ra không gian cho sự sáng tạo nghệ thuật. Di cư trong thời tiền sử, đường đi của loài người qua các châu Eletemos de Namsky, khí hậu thay đổi, các điều kiện môi trường mới thúc đẩy sự di cư của con người. Thời kỳ băng hà với mực nước biển hạ thấp đã tạo ra các cầu đất tự nhiên như cầu đất Bering giữa Siberia và cầu đất Dogevevelainen nối liền Anh và lục địa châu Âu, hay Snowner Đông Nam Á. Những cây cầu này
cho phép con người di chuyển đến các vùng đất mới, mở rộng phạm vi sinh sống từ châu Phi ra toàn bộ các châu lục. Việc di cư không chỉ đơn thuần là tìm kiếm môi trường sống mới, mà còn mang theo những thách thức trong việc thích nghi với khí hậu và hệ sinh thái khác biệt. Những người di cư đến các vùng lạnh giá ở châu Âu và Siberia phải học cách chế tạo quần áo ấm, xây dựng nơi trú ẩn và săn bắt động vật hoang dã. Trong khi đó, những người di cư đến các vùng nhiệt đới phải đối mặt với độ ẩm cao, côn trùng và sự cạnh tranh tài nguyên khốc liệt hơn. Di cư cũng góp phần thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và công nghệ. Các nhóm người di cư mang theo kiến thức, kinh nghiệm, năm công cụ riêng, nhưng khi tiếp xúc với các môi trường hoặc cộng đồng mới, họ học hỏi và sáng tạo thêm. Điều này giải thích tại sao các nền văn hóa ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Phi đều phát triển những đặc điểm độc đáo, nhưng vẫn có những điểm chung cơ bản. Tác động của khí hậu đến văn hóa và tín ngưỡng khí hậu không chỉ định hình lối sống vật chất mà còn tác động sâu sắc đến tư duy và tín ngưỡng của con người thời tiền sử. Sự thay đổi khí hậu như băng tan, lũ lụt hoặc mùa đông kéo dài có thể đã được tổ tiên chúng ta diễn giải như những hành động của các thế lực siêu nhiên. Điều này lý giải cho sự xuất hiện của các nghi lễ cầu mùa, nghi thức mai táng và các bức vẽ hang động đầy biểu tượng. Những bức vẽ như ở hang Lasso, Pháp hay Talamere, Tây Ban Nha không chỉ là nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa tâm linh. Chúng có thể được tạo ra để cầu mong sự thành công trong săn bắt hoặc bày tỏ lòng kính sợ trước thiên nhiên. Đồng thời, sự xuất hiện của các nghi thức chôn cất với các đồ vật tùy táng đi kèm cho thấy sự phát triển của niềm tin về thế giới bên kia, một phần không thể thiếu trong văn hóa nhân loại. Bài học từ thời tiền sử, thích nghi và đổi mới để sinh thế hay khí hậu thời tiền sử là minh chứng rõ ràng cho khả năng thích nghi và sáng tạo của con người. Dù phải đối mặt với những thách thức khắc nghiệt nhất, tổ tiên chúng ta không chỉ tồn tại mà còn phát triển, tạo nên nền tảng cho các nền văn minh sau này. Những bài học về khả năng sống sót trong điều kiện thay đổi từ việc chế tạo công cụ di cư cho đến phát triển văn hóa vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay. Hơn cả một hành trình sinh tồn, sự thích nghi với khí hậu thời tiền sử là câu chuyện về sức mạnh của trí tuệ, sự đoàn kết và khát vọng khám phá của loài người, những phẩm chất vẫn luôn đưa chúng ta tiến xa hơn trên con đường phát triển. So sánh một chút, khí hậu thời tiền sử và hiện nay có những khác biệt đáng kể về nguyên nhân, tốc độ biến đổi và mức độ tác động đến môi trường sống. Trong thời tiền sử, sự thay đổi khí hậu chủ yếu xuất phát từ các yếu tố tự nhiên như chu kỳ quỹ đạo trái đất, hoạt động núi lửa, sự va chạm thiên thạch hay biến động hải lưu. Những biến đổi này thường xảy ra chậm rãi, kéo dài hàng nghìn đến hàng triệu năm, cho phép hệ sinh thái và các loài sinh vật, bao gồm cả con người, có thời gian để thích nghi hoặc di cư. Trái lại, khí hậu hiện nay đang biến đổi với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong lịch sử địa chất. Và phần lớn nguyên nhân là do hoạt động của con người, như việc đốt nhiên liệu hóa thạch, phá rừng và các hoạt động sản xuất, nông nghiệp. Những hành động này khiến lượng khí nhà kính tăng mạnh, làm trái đất nóng lên, băng tan. Mực nước biển dâng cao và thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Việc đưa khí hậu trái đất trở lại trạng thái ban đầu là một thách thức lớn, thậm chí gần như không thể, bởi các quá trình tự nhiên đã bị con người thay đổi sâu sắc và một số hệ thống khí hậu đã vượt ngưỡng đảo ngược. Tuy nhiên, chúng ta có thể giảm tốc độ biến đổi khí hậu và hạn chế hậu quả bằng cách giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ rừng, khôi phục các hệ sinh thái quan trọng và chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo. Những hành động này không thể đưa trái đất trở về trạng thái nguyên sơ, nhưng chúng có thể giúp ổn định khí hậu và bảo vệ sự sống, mở ra cơ hội để các thế hệ tương lai được sống trong một môi trường bền vững hơn. Khí hậu thời tiền sử không chỉ là bối cảnh tự nhiên mà còn là động lực chính thúc đẩy sự tiến hóa và phát triển của loài người. Từ những chu kỳ băng hà lạnh giá đến các giai đoạn khí hậu ấm áp, mỗi sự thay đổi đều buộc tổ tiên chúng ta phải thích nghi, sáng tạo và hình thành những chiến lược sinh tồn mới. Những bài học từ thời kỳ này về khả năng đối mặt với thách thức, hợp tác trong cộng đồng và phát triển công nghệ vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện đại, khi con người đang phải đối mặt với khủng hoảng biến đổi khí hậu do chính mình gây ra. Hiểu rõ mối quan hệ giữa khí hậu và sự tiến hóa không chỉ giúp ta nhìn lại lịch sử nhân loại mà còn là chìa khóa để định hình tương lai nơi con người có thể sống hòa hợp hơn với môi trường, dựa vào sự sáng tạo và khả năng thích nghi vốn có để xây dựng một hành tinh bền vững.